Nga vừa triển khai hệ thống S-300 phóng tên lửa dữ dội cùng dàn máy bay không người lái UAV OAT tập kích hàng loạt khu vực của Ukraine trong đêm. Theo hãng tin Reuters, ngày 9 tháng 4, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Ometchuk chia sẻ trên Telegram về việc các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 20 UAV của Nga trong đêm tại 7 khu vực Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnytsia và Lvov giới chức quân sự và địa phương ở ukraine xác nhận nga đã phóng uav sahet theo nhiều đợt nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở năng lượng ông maxim Koziski, thống đốc khu vực lvov cho biết mảnh vỡ uav đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía tây và gây ra hỏa hoạn trong khi đó ông Kipper, thống đốc vùng odessa cho biết các đường dây điện đã bị mảnh vỡ uav phá hủy bộ năng lượng ukraine tuyên bố thiết bị tại một cơ sở năng lượng đã bị hư hỏng ở khu vực miền trung bontava không quân Ukraine cho biết thêm, Nga đã phóng 4 tên lửa từ hệ thống tên lửa đất đối không S-300, song thông tin chi tiết về chuyện gì đã xảy ra với các tên lửa Nga không được công bố. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ngày qua đã xảy ra 56 cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine trên 6 mặt trận là Liman, Pakhmut, Abdiqa, Novo Bablika, Orykhov và Kherson. Đáng chú ý, trên mặt trận Novo Pavlivka, quân đội Ukraina đang tiếp tục cầm chân lực lượng Nga gần các khu định cư Krasnohorivka, Heohivka và Novomikhailivka, tỉnh Donetsk, nơi quân đội Nga, với sự hỗ trợ của máy bay quân sự, đã cố gắng trọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina 26 lần. Tổng cộng, quân đội Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa và 97 cuộc không kích, đồng thời triển khai hệ thống phóng loạt để tiến hành 92 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông tin cho biết quân đội nước này vừa qua đã đánh chặn thành công 297 UAV của Ukraine chỉ trong một ngày, số lượng nhiều nhất kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm. Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thể địa điểm bắn hạ các UAV nói trên. Ngoài ra, Moscow cũng đánh chặn ba bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 4 đạn pháo phản lực của Ukraine Báo cáo cho biết thêm, kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã phá hủy gần 600 máy bay, 270 trực thăng, 499 xe tăng và các xe bọc thép khác, 725 khẩu pháo dã dạ chiến và súng cối, cũng như 1.266 xe chuyên dụng của Ukraine. Xung đột ngạo Ukraine đến nay đã bước sang năm thứ ba, nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bằng UAV tầm xa, sản xuất trong nước, chủ yếu nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở vũ khí, buộc đối phương phải tuyên bố tăng cường nỗ lực phòng không ở những khu vực này. Theo Guardian, một số cơ quan của Ukraine tuyên bố họ không có lựa chọn nào khác ngoài kế hoạch này do tiến độ trên chiến trường không đạt kỳ vọng. Trong diễn biến đáng chú ý ngày 9 tháng 4, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, người tiết lộ với điều kiện giấu tên, thông tin với thờ Kiev Independent, rằng máy bay không người lái của nước này đã tấn công một trung tâm huấn luyện hàng không của Liên bang Nga ở thành phố Borisoglev thuộc tỉnh Voronezh. Xác nhận nêu trên được đưa ra sau khi kênh Telegram Astra của Nga đưa tin trung tâm huấn luyện phi hành đoàn hàng không Voronezh đã bị hai máy bay không người lái tấn công. Theo kênh Telegram Astra, máy bay không người lái được cho là đã phát nổ, làm hư hại mặt tiền của tòa nhà và các cửa sổ. Nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ với tờ The Kiev Independent rằng hoạt động này do tình báo quốc phòng Ukraine thực hiện nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andrei Yusov, cho biết mục tiêu nhắm vào là một nhà máy sản xuất máy bay ở Borisoglev của Liên bang Nga. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái trên bầu trời tỉnh Bengorod hai chiếc trên bầu trời tỉnh Voronezh và tên lửa chống hạm Neptune gần bờ biển Crimea trong đêm mùng 8 dạng sáng mùng 9 tháng 4. Tuy nhiên, tờ The Kiev Independent nói rằng họ không thể xác minh độc lập những tuyên bố của Nga. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Chayone trong tuyên bố mới đây đã cho biết việc thảo luận với các nhà lãnh đạo Nga không còn nằm trong quan tâm của Pháp sau khi hai bên công bố các kết quả trái ngược nhau về cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Ngoại trưởng cũng đồng thời cho rằng việc nối lại liên lạc chỉ có thể diễn ra dựa theo các diễn biến quân sự tại Ukraine. Cụ thể, trả lời các báo France 24 và đài RFI về khả năng nối lại liên lạc với Nga, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejourné cho rằng vấn đề này không mang lại lợi ích cho Pháp và không còn nằm trong mối quan tâm của Pháp. Ông Stéphane Sejourné cáo buộc Nga đã đưa ra các thông tin không chính xác về lần liên lạc đầu tiên của hai bên kể từ tháng 10 năm 2022 diễn ra cách đây gần một tuần giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Leconu và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ngoại trưởng Pháp cho biết, toàn bộ cuộc liên lạc gói gọn trong việc Pháp trao đổi các thông tin liên quan đến tổ chức nhận trách nhiệm thực hiện vụ khủng bố tại ngoại ô thủ đô Moscow của Nga ngày 22 tháng 3 và khẳng định sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine, đồng thời bác bỏ việc Nga ám chỉ cơ quan mật vụ của Pháp liên quan đến vụ khủng bố, cũng như cho rằng Pháp đã sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine theo bộ trưởng ngoại giao pháp mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa nga và pháp về vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố đã rơi về điểm chết và gần như không có sự trao đổi quan chức pháp cũng cho rằng việc nối lại liên lạc trong thời gian tới giữa hai bên là không thực tế bởi chưa khôi phục được niềm tin và nhấn mạnh đối thoại chỉ có thể diễn ra dựa theo các diễn biến quân sự tại ukraine à. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, đừng quên ấn like và share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.